Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi quan sát và tham quan đồ sứ nha. Ở cao nguyên quê mình thì cũng có nhiều những cái đại lý nhỏ, họ mở những cái tiệm đồ sứ nhưng mà nhìn cũng dễ rất là bắt mắt các bạn ạ. Nếu các bạn có nhu cầu để mua những cái đồ này về để trang trí ở trong nhà ấy, nhìn rất là ngộ nghĩnh nha. Để ở trong nhà để sử dụng trang trí các bạn. Các thợ là rất là khéo tay. Đúc lên những cái đồ sứ này các bạn. Đây là những con rồng đấy nha các bạn. Con rồng cũng được làm bằng sứ đấy các bạn. Sứ hết đó. Mà có những cái chum lọ này. Sứ này. Có những chú chó này rất là ngộ nghĩnh luôn. Đều là bằng sứ hết đấy các bạn. Những cái chậu hoa nhé, cái chậu hoa rất là đẹp, hoa văn. Đây là những cái lọ hoa to. Lọ hoa khổng lồ luôn các bạn. Lọ hoa to khổng lồ luôn.